Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 loài cá dọn vệ sinh hồ đáng nuôi nhất trong bể cá thủy sinh. Thì việc sở hữu những chú cá dọn vệ sinh hồ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, giúp bể cá của chúng ta sạch rong rêu có hại, giúp bể cá của chúng ta sạch được thức ăn dư thừa cũng như lá cây mục, và giúp bể cá của chúng ta đẹp hơn, mang lại tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, bể thủy sinh khác với những bể cá khác ở chỗ chúng có phân nền, chúng có cây thủy sinh và thường nuôi những loài cá nhỏ. Vậy, tiêu chí chọn ra những chú cá dọn vệ sinh hồ phải đảm bảo các yếu tố như không sụp nền, không phá hoại cây thủy sinh, không tranh giành thức ăn với những loài cá khác, cũng như không mút nhớt gì với những loài cá trong hồ. Vậy, những loài cá dưới đây cực kỳ phù hợp với những yếu tố đó. Loài thứ nhất chúng ta có thể kể tới đó chính là loài cá ô tô. Không quá xa lạ trong giới nuôi cá thủy sinh trong nước cũng như thế giới, cá ô tô là loài cá dọn vệ sinh hồ nổi tiếng, luôn luôn xuất hiện trong các bể cá thủy sinh. Cá ô tô là một loài cực kỳ hiền lành và có phần nhút nhát. Một đặc điểm khá đặc biệt ở cá ô tô là chúng khó thích nghi với thức ăn công nghiệp. Từ đặc điểm đó sẽ giúp chúng cân mẫn dọn dẹp rong rêu có hại để sống, trong khi các loại khác còn đang mãi tranh ăn với nhau. Thì khi các bạn nuôi cá ô tô, các bạn để ý thì chúng luôn luôn dọn dẹp rong rêu trên bể kính, trên cây cũng như trên những tảng đá. Món ăn khoái khẩu của ô tô là rêu nâu, vốn xuất hiện trong những bể cá thủy sinh thiếu ánh sáng. Ngoài ra, cá ô tô còn ăn xác động vật chết cũng như lá cây mục, giúp bể cá của chúng ta sạch hơn. Thì cá ô tô được đánh giá là loài cá đáng nuôi nhất trong bể cá thủy sinh cho nhiệm vụ dọn dẹp hồ. Điều đặc biệt nhận dạng của cá ô tô là chúng có một sọc đen từ miệng tới đuôi. Đặc điểm này khá giống với loài cá bút chì, tuy nhiên cá ô tô thường có phần trên lớn hơn phần đuôi. Các bạn có thể mua cá ô tô ở những tiệm cá cảnh và những người nuôi trước với giá từ 15.000 đồng một con tới 40.000 đồng một con, tùy những nơi cung cấp khác nhau và những người nguồn cung cấp khác nhau. Hiện tại cá ô tô không quá là khách hiếm hàng ở trên thị trường hiện tại. Loài thứ hai chúng ta có thể kể tới đó chính là loài cá tỳ bà bướm. Cá tỳ bà bướm có cấu tạo da trơn, trên mình có các chấm rất đẹp mắt và miệng mút nhớt, nên nhiều người dễ lẫn lộn với các loài cá lau kính. Tuy nhiên, khác với những loài cá lau kính là cá tỳ bà bướm rất hiền, đôi khi hơi nhát, không như cá lau kính có tính hung dữ này, mút nhớt và tranh giành thức ăn với những loài cá khác. Thường thì cá lau kính khi đã quen với thức ăn trong hồ, chúng sẽ quên đi nhiệm vụ dọn vệ sinh hồ của mình. Tuy nhiên, cá tỳ bà luôn luôn là một chú cá dọn vệ sinh siêng năng. Đây là một loài cá chuyên ăn rêu, tảo bám vào kính. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy hồ thủy sinh của chúng ta có những cây tảo nâu và tảo đốm xanh, thì bạn nên nghĩ ngay tới loài cá tỳ bà này. Chúng sẽ dọn dẹp sạch cái bể kính của chúng ta. Thì cá tỳ bà bướm là loài cá thường hoạt động về đêm và không thích ánh sáng cũng như bóng người. Thế nên chúng ta không nên ngắm nhìn loài cá tỳ bà bướm này quá lâu. Và khi màn đêm buông xuống, chúng ta tắt đèn đi ngủ, thì loài cá tỳ bà này mới chui ra hoạt động và bơi khắp hồ để dọn những cái tảo bám vào kính của chúng ta. Rất nhiều bạn nuôi cá tỳ bà bướm này dễ chết, tại vì loài cá tỳ bà bướm này là loài cá rất nhạy cảm với nguồn nước của chúng ta. Chúng ta không nên thả cá tỳ bà bướm quá sớm khi mới làm hồ. Chúng ta chỉ nên thả khi hồ nước của chúng ta đã ổn định, khi hệ vi sinh của chúng ta đã ổn định. Thường là sau khi 1 tuần tới 2 tuần chúng ta sẽ đắp bể cá của chúng ta. Trên thị trường, cá tỳ bà bướm hiện tại có giá từ 20.000 đồng một con tới 40.000 đồng một con, tùy những nơi cung cấp. Và tỳ bà bướm cũng loài cá không quá là khan hiếm trên thị trường hiện tại. Các bạn có thể hỏi mua từ những người nuôi cá thủy sinh cũng như những tiệm cá thủy sinh trên địa phương các bạn sinh sống. Loài thứ ba chúng ta có thể kể tới đó chính là loài cá bút chì. Thì loài cá bút chì là một loài cá dọn vệ sinh hồ có giá thành rẻ và mang lại hiệu quả rất là cao.
Tuy nhiên, chúng ta hay nhầm lẫn giữa Kabuki và Kaoto vì đặc điểm của chúng gần na ná giống nhau, đều có một sọc đen từ miệng tới đuôi. Tuy nhiên, Kabuki khác với Kaoto ở chỗ thân hình của nó sun hơn. Kaoto thường là to ở phần trên và nhỏ ở phần đuôi. Tuy nhiên, Kabuki nhìn sẽ cân đối hơn Kaoto rất là nhiều. Và những vây lưng, vây đuôi cũng như vây bụng của Kabuki thường là trong suốt, không có màu. Và vạch đen thường có hình lưỡi cưa khác với Kaoto. Các bạn nên tránh nhầm lẫn giữa Kabuki thật và Kabuki giả, tại vì có một số loài Kabuki giả có vây lưng cũng như vây bụng không trong suốt, thường có tính mút nhớt cũng như là tranh giành thức ăn với những loài cá khác. Thì Kabuki nhỏ sẽ ăn rêu tốt hơn Kabuki lớn. Thế nên thường thì chúng ta mua Kabuki nên mua những loài Kabuki nhỏ. Vì khi những loài Kabuki này lớn rồi, chúng đã quen với thức ăn công nghiệp trong hồ, thì chúng nó sẽ chuyển sang ăn thức ăn công nghiệp hơn là việc dọn vệ sinh hồ cá của chúng ta. Và một điểm trừ nữa là khi bể cá của chúng ta quá sạch thì Kabuki có thói quen ăn những loại rêu mà chúng ta đang chăm sóc trong hồ. Kabuki rất phù hợp với những bể ít được chăm sóc và cho ăn, hoặc không nuôi cá cảnh bơi theo đàn. Kabuki rất năng động. Để đảm bảo hiệu quả trong việc nuôi Kabuki, các bạn nên chọn những con có kích thước nhỏ hơn 4 cm. Giá thành của Kabuki hiện tại trên thị trường khá là rẻ, từ 15.000 đồng tới 20.000 đồng một con. Các bạn có thể mua từ những người nuôi cá thủy sinh hoặc những tiệm cá thủy sinh. Loài cá tiếp theo chúng ta có thể kể tới đó chính là cá chuột. Không xa lạ gì trong một video mình đã làm về tổng hợp những loài cá chuột. Thì có những loài cá chuột sẽ phù hợp với bể cá thủy sinh của chúng ta, như là cá chuột cà phê, cá chuột panda, cá chuột Mỹ cũng như là cá chuột sọc. Tránh nuôi những loài cá chuột như là cá chuột Thái và cá chuột gốm vì chúng có tính chất mút nhớt và dì vây những loài cá khác. Thì các bạn có thể coi lại video tổng hợp những loài cá chuột của mình. Thì loài cá chuột là một loài dọn vệ sinh hồ cá của chúng ta rất là siêng năng. Đặc điểm nổi bật của loài cá chuột là chúng ăn thức ăn dư thừa trong hồ, giúp bể cá của chúng ta sạch hơn. Đôi khi chúng còn ăn những loài rêu rong có hại trong bể cá của chúng ta, giúp bể cá của chúng ta sạch sẽ hơn, đẹp hơn. Và nuôi loài cá chuột cũng rất là thú vị, tại vì chúng có rất là nhiều loại và chúng khá là năng động. Và đặc biệt loài cá chuột này sẽ không tranh giành thức ăn với những loài cá khác. Tuy nhiên, một số loài cá chuột nó có tính chất sủi nền nhẹ nhẹ. Thế nên các bạn có thể nên ổn định lại cái lớp nền của chúng ta, tránh cái hiện tượng bể lớp nền, giúp lớp nền của chúng ta trở nên sạch sẽ hơn. Thì loài cá chuột chúng ta cần nuôi theo đàn, tối thiểu chúng ta nên nuôi 2 con trở lên, giúp cá của chúng ta phát triển tốt hơn, đẹp hơn. Và chúng ta cũng nên đảm bảo một hệ thống lọc đủ mạnh, tại vì những loài cá này thường làm bể cá của chúng ta bị đục. Đó là những 4 loài cá dọn vệ sinh hồ đáng nuôi nhất trong bể cá thủy sinh của chúng ta. Nếu thấy video của mình hay, nhớ nhấn vào nút like và share video. Nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.